các bạn. Hôm nay mình ghé khu du lịch Văn Thánh ở Sài Gòn á, nhưng mà mấy mười năm khu du lịch này mở cửa rồi mà lần đầu tiên mình ghé, để mình đi một dạo một vòng coi ở trong đây có gì nha các bạn. Đi cùng mình nha. Đây, ngôi nhà sàn. Bên đây có cái ao. Bên đây là một cái có một cái nhà hàng nho nhỏ. Cây xanh nhiều lắm các bạn. Cây xanh nhiều cho nên mát rượi luôn. Cũng được trang trí một số đá. Đó, khách cũng đang chơi ở trong đây. Rồi, giới thiệu luôn, đây là những cây chuối nhưng mà mình không thấy trái. Thấy vậy chứ bây giờ mấy bạn nhỏ học sinh sau này sẽ không biết cây chuối đâu nha. Có bài văn lớp 4 tả cây chuối vui lắm, em đu lên cây chuối chơi á. Bên đây là hồi xưa chắc là cái cầu bên đây đi qua tới bên kia luôn, nhưng mà bây giờ là chắc không còn sử dụng được nữa nên là khóa cửa rồi các bạn. Rồi đi. Mình đứng ở đây mình quay sẽ thấy rõ hơn, cái cầu nhìn cũng đẹp lắm đó. Cái cầu này cũng đẹp lắm nè. Đó, bắt qua phía bên kia là nhà dân ở bên đó luôn. Có bóng đèn luôn. Rồi mình phóng to lên cho các bạn nhìn. Rồi, thấy không? Mình không biết là cái này không còn cho sử dụng từ hồi nào, tại giờ mình mới ghé lần đầu tiên mà. Và mình tiếp tục. Ở trên cao đó không biết là mấy cái nhà, tòa nhà gì mình không biết luôn. Bạn nào mà rành về khu du lịch Văn Thánh này thì các bạn comment cho mình biết cái tòa nhà bên đó là gì nha các bạn, giúp mình ha, để cho các bạn mà không biết như mình cũng hiểu rõ hơn. Ồ, cái này chắc rồi. Yeah.
Ở đây có hồ bơi nè. Đó. Con nít giờ đang bơi, phụ huynh đang cho con em ra bơi. Thôi mình đi đường này đi. Thơm lắm các bạn, mùi nồng nặc luôn á. Không cần đưa mũi sát vô đâu, đi ngang đã nghe thơm rồi. Cây cối được đều trang trí bằng những
cái rọ bằng tre. Ở bên đây là trang trí bằng mấy cái quạt nan đó, quạt nan mùa hè của ở ngoài Bắc hay quạt đó. Nói chung là khu du lịch Văn Thánh bây giờ chỉ có hồ bơi. Với nhà hàng. Vậy thôi các bạn ơi. Ở khu vực nào cũng là trang trí bằng những cái quạt nan. Và chủ yếu là phụ huynh đưa trẻ em vô đây bơi. Chỉ vậy thôi đó. Hết. Đây là có cái pano quảng cáo giảm giá, và kế bên đây là ngã ATM, chúng ta cũng dễ dàng rút tiền ha.